Trời ơi. Nhưng mà hỏng. À đây, mình lấy kiếm của nó luôn. Bố láo này. Âm nhạc hay quá. Xin chào anh em, chào mừng anh em đến kênh Việt Vũ. Chúng ta lại tiếp tục Breath of the Wild thôi. Một tựa game càng chơi tôi càng nghiện. Ở tập trước thì chúng ta đã gặp được quý bà Impa rồi. Quý bà Impa thì chính là người đã cùng thời với mình từ 100 năm trước. Và được công chúa Zelda nhắn nhủ cái lời nhắn đến mình. Đấy là để tiêu diệt được cái con ác quỷ ấy thì mình cần phải lấy lại được 4 cái Divine Beast, là 4 cái cỗ máy hình thú khổng lồ được điều khiển bởi 4 cái vị anh hùng. Thế là trong quá trình trong quá trình du hành thì mình cần phải lấy lại trí nhớ. Vì thế nên là bà ấy đã hướng dẫn mình đến cái ngôi làng Hateno này. Tại vì ở đây có một người có thể giúp mình nâng cấp cái thiết bị này, cái máy tính bảng này lên thì phải. Sau đấy là mình sẽ dần dần lấy lại được trí nhớ thì phải. Tối cái đấy tôi cũng không rõ, bây giờ mình phải tiếp tục đến đây xem nào. Anh là ai? Anh trông rất khả nghi đấy. Tôi là một người phiêu lưu thôi. Trông cậu giống như một Hylian, giống như tất cả chúng tôi vậy. Người Hylian thì thường là những người tốt. Là rất xin lỗi cậu vì cái hành động vừa rồi. Cậu có thể tự do đi. Rồi, ok. Anh này nghe giới thiệu mình là trong làng này nó có... Cái làng này theo phong cách châu Âu rồi. Nhìn nhà cửa đúng phong cách châu Âu luôn. Anh này vừa khen mình là người tốt thì tôi nghĩ không nên dùng bom để phá táo nhà anh ấy. Ở đây là gần ngay cái ấy luôn nhỉ. Ngay cái Stray luôn nhỉ. Tôi đi lấy cái Stray đã. Bây giờ ở đây thì mình lại nhìn thấy cái ấy kìa, cái tháp kìa. Vừa ở kia thì không nhìn thấy cái tháp đâu cả. Mẹ, cái tháp nó ngay kia, vừa mình từ đấy ra mà. Rusty Harbor. Đâu nhỉ, cái mà tôi đánh dấu ấy đâu nhỉ? Tôi đánh dấu cái Stray đâu nhỉ? Đứng ở đây để không nhìn thấy. À kia, Stray kia. Ngôi làng này là xây cạnh cái Stray luôn. Cái Stray này đồng thời nó cũng là một cái điểm để mình dịch chuyển nhanh ấy. Rồi. Vào luôn, không nói nhiều. Cái thử thách của những cái này càng ngày càng khó. Nó không đơn giản như là mấy cái đầu nữa. Mi Am Agana, một vị thần tên là Mi Am Agana. Bây giờ là mình phải dẫn quả bóng vào đây để mở cửa này. Xem nào, chưa thấy quả bóng đâu cả. À, đây chỗ này phải dùng máy tính bảng à? À. Ồ. Rồi, hiểu rồi. Ơ. À. Nó dùng xoay hướng của tay cầm PS4. Cái chỗ này là phải rất cẩn thận này. Khó nha. Khó lắm. Được. Cái này là tôi phải ấy tay cầm tôi đi, mẹ hỏng rồi. Tôi phải xoay cái hướng của cái tay cầm PS4 ấy, khó vãi. Thế rồi. Này khó lắm. Thế anh em nhìn nó báo là mu chưa? Nó có mấy cái chỗ để cho cái này nó có thể rơi ra được ấy. Từ từ. Tôi phải reset lại đã. Cái này nó đang cái kiểu như này. Làm sao để reset được cái này nó về cái hướng chuẩn của nó nhỉ? Nó không trông nó thế thôi nhưng mà bây giờ nó lệch so với cái tay cầm của tôi rồi. Chỉnh hướng khó vãi á. Ơ kìa. À. Đấy, mình có thể cho nó ấy luôn vào, làm sao mà phải như này. Được rồi, tôi hất cái này xuống đất đã. Hóa ra là mình có thể như này, mình hứng vào. Đây, như này. Để cho này nó chảy ra đã. Ô, gần được, như này. Rồi, tôi cho hất cái này xuống đã. Rồi. Tôi hiểu rồi, bây giờ mình phải cho nó lăn xuống thật nhanh. Xong bắt đầu mình hất nó lên như này. Đấy, gần được. Từ từ. Hất vào. Thế thôi. Này mà bị nó lừa mà kiểu để cho nó chạy rích rắc ở trong cái ấy kia thì còn lâu mới được. Tôi quên mất một điều nhé. Đấy là tôi có dù. Từ đầu giờ tôi chơi là tôi không hề động cái dù của tôi luôn. Sao? Phải 4 cái viên này mới đủ để đổi. Lần tiếp theo tôi sẽ đổi lấy máu, sau lần tiếp theo tôi lại sẽ đổi lấy stamina. Thỉnh thoảng mà anh em nghe tiếng tạch đó là do điều hòa nhà tôi nó bị chảy nước, tôi phải dùng cái xô để tôi hứng, khổ lắm. Mình phải đi gặp ai ở cái ngôi làng này nhỉ? Quên mất rồi. Ủa? Tại sao nó lại biến mất cái quest đấy ở đây nhỉ? À từ từ. Đây đây, nó ghi đây là đến Tech Ancient Tech Lab. Ancient Tech Lab. Ngôi làng này có vẻ là rất là công nghệ hiện đại này. Tôi đoán là trên núi kìa. À, anh em nhìn không? Nó có một cái này này. Không biết là đấy có phải là Ancient Tech Lab không? Rồi tôi vào mấy cái nhà dân ở dưới này tôi hỏi đã. Đây 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 đây, đây có bác nông dân đây. Ông này ông chỉ giới thiệu cho mình về cái ngôi làng này thôi. Không thấy chỉ. Ôi trẻ con. Cháu ơi. Thằng này tên là Nep. Chào em. Này, thưa ngài, ngài đến từ thế giới rộng lớn bên ngoài à? Trong ngài có vẻ như là có một chiếc cung rất có cung và kiếm. Ngài có vẻ rất là mạnh, đúng không? Ta rất là mạnh, ta là anh hùng mà. Cháu đoán là cháu cá là ngài có thể sử dụng được tất cả các loại vũ khí đúng không ạ? Vậy ngài có thể giúp những đứa trẻ, ước mơ của những đứa trẻ thành hiện thực. Ông của cháu đã mất. Bây giờ khi mà ông còn sống thì ông rất là thích vũ khí. Nhưng mà ông chưa bao giờ có thể nhìn được tất cả những cái thứ mà những loại mà ông muốn. Nên là chú có thể, ngài có thể mang cho cháu vũ khí và cho cháu xem được không? Để cháu có thể kể cho ông cháu rằng để cháu có thể kể cho ông khi mà cháu gặp lại ông. Ồ, cháu biết là ngài sẽ làm thế mà. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ngài có Traveler's Sword không? Cháu đã nhìn thấy nó ở trong sách, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài. Nếu mà ngài tìm thấy nó cho cháu xem với nhé. Mẹ, cháu nói muộn quá rồi. Đây là một cái nhiệm vụ ở trong ấy anh em ạ. Cháu nói muộn quá rồi. Ta... Traveler's Sword của ta nó tan từ lâu rồi. Bây giờ kiếm đâu được Traveler's Sword đây. Bọn trẻ con trong làng nghịch phết. Đây có phải Tech Lab không? Senna. Ok ok, tôi biết rồi. Cậu là khách hàng đúng không? Ôi, sorry nha. Đúng vậy. Này, có khách này. Ông ta đang bận nhuộm quần áo. Ta để nó cho cậu đấy. Đây là thợ nhuộm à? Nhìn quả tóc với quả trán bố đời này. Ôi, nếu như cậu muốn thêm màu sắc cho trang phục thì cậu tìm đúng chỗ rồi đấy. Đây là tiệm nhuộm của cô Chi. Mỗi lần nếu mà mình có cái nguyên liệu ấy và 20 rup thì là mình sẽ nhuộm được quần áo. Tôi nhìn có mấy cái ống nghiệm tôi lại tưởng là chỗ này là cái phòng thí nghiệm, hóa ra không phải. Xếp gạch như này thường là kiểu mộ hay sao ấy. Cháu ơi. Thật mà, cháu thực sự nhìn thấy cô ấy mà. Úp. Xin lỗi. Cháu nhìn thấy ai vậy? À đây 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 đây, Tech Lab đây. Cháu nhìn thấy một cô gái ở gần Hateno Ancient Tech Lab. Cháu nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài. Cô ấy ở ngay đằng kia thật mà. Chỉ cho chú đi cháu, chú đang cần đến đấy. Nhưng mà khi mà cháu muốn nói với lại người lớn về việc đấy thì họ bảo là chỉ có những cái người mà sống ở đó, những người sống ở đó chỉ có những ông già và những bà già thôi, làm gì có những cô gái nào. Cô ấy là một cô gái si cát mà, cháu thề. Nhưng mà không ai nghe lời một đứa trẻ cả. Nhưng mà cái đấy ở đâu, chỗ đấy ở đâu hả cháu? Chỉ cho chú đi. Đây, ông già bà già đây, chả lẽ đây là Tech Lab à? Ơ chết mẹ rồi, tôi đang định chọn là giết mà. Bà này bà hỏi mình có phải là người đi du lịch không? Caster Thao đã bị phá hủy. Nói chung bà này bà chỉ nói là ở đây rất là yên bình. Kể lại cái chuyện là Hyrule bị con quái vật nó phá hủy thôi. Cháu ơi! Anh đã nhìn thấy thế này bao giờ chưa? Nhảy ạ. Anh thích nó. Tất nhiên là anh thích rồi. Anh rất là có khẩu vị đấy. Đây không phải. Đây như kiểu là quán trọ ấy. Đây tôi nghĩ là đường lên đây. Nếu mà thằng bé nó nói với mình dọc đường ấy về cái Tech Lab ấy. À kia nó còn đang đánh dấu nhấp nháy như bản đồ ấy kìa. Thế mà cứ thắc mắc ở đâu mình gà bãi đái. Nhưng mà cái trò này tôi không biết là nó có những cái quét phụ mà mình nói chuyện với lại người dân này. Như thằng bé vừa rồi ấy thì là quét ở trong DLC. Còn những người bình thường không biết là mình có nhận được các cái quét không. Vào đây nhìn rất quen thuộc nhé. Rất là giống những cái nhà ở trong trò Dragon Quest tôi đang chơi. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đang nghiện Legend of Zelda nên tôi đang chơi Zelda. Nên bây giờ một ngày tôi phải bố trí thời gian để tôi chơi được cả hai game để up không này. Lại gián đoạn cái series Dragon Quest kia thì cũng không hay cho lắm. Đúng mà, tôi nhìn từ xa biết ngay cái này là Tech Lab. Tại vì một mình nó một nơi trên đỉnh núi, xong rồi nó lại còn có kiểu khói trắng bốc lên đấy. Đây thằng bé đang trốn đây này. Đúng, đúng là có một cô gái ở đấy. Sephiroth, cậu nhìn thấy một cô gái đúng không? Đúng, một cô gái. Nhưng cô ấy không ra ngoài đâu. Hi hi. Có một cô gái ở gần đây. Vậy là Karin có nói dối. Không có một cô gái nào ở quanh đây cả. Liệu Karin có nói dối với tụi mình không? Ê Savaro, ở bên đó thế nào? Không có may mắn nào cả. Không có gì ở đây. Mấy thằng cu này nghe thằng bạn nói là thấy gái ở đây lên ngóng. Trẻ dành bé tí đã mê gái rồi. Cái chỗ này nhìn rất khả nghi nhé. Tự nhiên lại có 5 cái cây. Đấy rồi, lần đầu tiên tôi bắt được một con. Nếu hiểu sao nó lại bay vào người mình. Ơ cái chỗ này trông khả nghi thế mà không có gì à? Khoan từ từ. Nếu như tôi không nhầm. Đây rồi. Tôi đánh dấu cái tháp này vào phát. Trong mấy cái cây kia kỳ lạ vãi. Cái kìa, trên đỉnh mấy cái ngọn núi kia, mỗi ngọn núi trên đỉnh núi nhá, là có một cái cây. Mà chỉ có duy nhất một cái cây thôi. Cái làng này thì toàn táo là táo ạ. Ôi, có cái ống nhòm kìa. Ở trên đây bọn trẻ con nó bảo có một cô gái. Mà theo người dân làng bảo thì là trên này không có gái gú gì cả, chỉ có ông bà già thôi. Lạ nhỉ, thế là cô gái trốn đi đâu? Hello Symin. Tôi đoán là cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách như thế này ở trong ở cùng một nơi đúng không? Quá là khủng đúng không? Chúng tôi thu thập khắp nơi ở trên. Thu thập kiểu thu thập từ khắp nơi trên Hyrule những cái của các cái nền văn minh cổ ấy. Với cái số lượng sách thực sự thì xem nào. Ở hông của cậu có phải là máy tính bảng không? Một cái máy tính bảng thật ư? Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Nếu mà cậu có thể cho tôi thấy những cái chữ cổ trên đấy, cổ ngữ trên đấy thì tôi rất là biết ơn. Stasis à? Magnetic à? Đúng đúng. Bom hẹn giờ à? Đây là mình, ông ấy đang xem những cái kỹ năng của mình đấy. Kỹ năng của mình là nó từ cái máy tính bảng đấy. Lạ nha. Có vẻ như cậu không có cái rune cơ bản. Tôi không biết là tại sao mà nó lại... À đúng rồi, tại vì trong cái bảng kỹ năng của mình còn thiếu một ô chưa có. Hóa ra là thiếu một cái cơ bản. Ông này bảo là không biết tại sao nó lại bị thiếu. Nhưng mà có lẽ là vì lý do gì đó. Ông này ông bảo là cái sự lịch sự của tôi đâu rồi. Tôi... chưa giới thiệu bản thân của mình nhỉ. Tôi là Symin. Cậu là Link đúng không? Quái sao ông lại biết. Quý bà Impa đã kiểu như đã báo cho tôi. Chúng tôi được bảo rằng có một chàng trai trẻ giữ cái máy tính bảng sẽ xuất hiện. Và chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể để giúp cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ là cái hy vọng để phục hồi Slumber là cái đó gì. Đến bây giờ tôi cũng lười tra, tôi cũng chả cần hiểu. Tên của cậu ấy sẽ là Link. À, tôi quên mất không nói với cậu một điều rất quan trọng. Giám đốc. Nghe này. Bà giám đốc. À, cô giám đốc chứ. Đây là cái máy tính bảng thật này. Giám đốc ư? Director là đạo diễn mới đúng. Nhưng mà thôi cứ gọi là giám đốc đi. Tôi quên mất chưa giới thiệu giám đốc của chúng tôi. Cô Purat. Cô phải ở đây chứ. Là giám đốc của trung tâm này. Cô Purat. À, một cô gái, thả nào bọn kia nó gọi là cô gái, bé tí hin thế này. Thả nào bọn trẻ con nó chả xoắn cái quẩy lên mấy thanh niên. Kiểm tra nó đi. Ông này bảo là rất là tôn trọng cô Purat vì những gì cô ấy đã làm được. Tôi rất là vinh dự được là trợ lý cho cô ấy. Chú ý này, Link. Giám đốc nhìn có vẻ là một cô gái trẻ, nhưng có vẻ như đây không phải là nơi để nói chuyện. Cậu phải nói chuyện với lại, tự nói chuyện với lại cô Purat. Mấy cái gì? Ý ông là kiểu nhìn qua con giống như là một đứa trẻ, nhưng mà cô ấy không phải là trẻ con đâu, cô ấy già lắm rồi gì. Nhìn lại mặt hàng đi. Trông anh giống thanh niên như này thôi nhưng mà cũng 100 tuổi rồi đấy. Chuyện so tuổi với Linh. Ô. Cậu có bất ngờ không? Giám đốc của cái phòng thí nghiệm này không phải là Symin mà chính là ta. Linky này, cậu có nhớ bất cứ một cái giấc mơ nào ở cái thời đại của cậu ở Slumber of Restoration không? Trông cậu có vẻ không thay đổi một chút nào suốt 100 năm nhỉ? Nhưng mà có điều gì đấy đã xảy ra trong suốt cái quá trình, cái thời gian đấy. Không sao cả. Ta rất vui khi mà cậu vẫn nguyên vẹn. Linky à, một cái nhìn đấy. Cậu vẫn nhớ ta chứ đúng không? Lại một người nữa cùng thời đại với mình luôn anh em ạ. Mà nhìn như đứa trẻ luôn này. Đó mà đầu kiểu chibi. Đầu. Đây là đúng là tỷ lệ chibi chuẩn đấy. Tỷ lệ 3 phần chân, thân và đầu. Tôi không nhớ gì cả. Thật ư? Ta rất là sốc đây. Ta không biết rằng ta có thể phục hồi từ điều này không? Thậm chí là 100 năm trước, chính ta đã mang cậu đến cái đền hồi sinh sau khi mà cái thằng Ganon nó đã gây cho cậu một vết thương chí mạng. À, thế là mình chưa chết hẳn anh em ạ. Ở 100 năm trước ấy, tôi tưởng là Linh chết rồi xong được phục hồi, nhưng mà đây là chỉ bị dính một vết thương chí mạng thôi. Đây này, Fatality Wounded. Và chính ta là người đã nhét cậu vào cái... À, Slumber of Restoration này chính là chắc là cái quan tài mà mình nằm hay sao ấy. Và thậm chí là tất cả những điều đấy mà cậu vẫn không nhớ ta à? Tôi không nhớ. Ô mô. Đúng như là dự đoán. Sau 100 năm ở trong cái... Chắc là cái đấy mình có thể gọi là cái bồn chứa phục hồi được. Cái bồn phục hồi được. Thì đối tượng đã mất hết trí nhớ. Đã ghi chú. Ô xin lỗi. Tôi có thói quen đấy là sẽ ghi chú tất cả những cái gì giống như thế. Cậu có câu hỏi nào cho ta không? Cô không phải là một đứa trẻ à? Như thế rất là xấu tính đấy nhá. Rất là bất lịch sự. Nhưng mà có vẻ như nó cũng không bất lịch sự chút nào. Mà đúng là theo những cái suy luận logic thôi. Sự thật thì ta trông thế này bởi vì ta đã thất bại trong thí nghiệm. Ta nói là thất bại nhưng mà theo một cách nào đấy thì nó là thành công. Tất cả những cái ghi chép đã được ghi ở trong nhật ký của ta ở tầng trên. Nhưng mà tất cả những việc này rất là xấu hổ. Nên là ta không muốn cậu đọc nó đâu. Dù sao thì nói về chuyện đó đủ rồi. Chuyển lại cái nội dung chính thôi. Cậu đây rồi, sau 100 năm. Chúng ta ở đây để đánh bại Calamity Ganon. Kẻ mà đã phát triển sức mạnh với mỗi cái thời khắc trôi qua. Và sẽ giải cứu công chúa yêu quý của chúng ta. công chúa Zelda. Nếu như cậu đủ can đảm để làm việc đấy, để thử. Và để giúp người anh hùng thực sự, ta, Purat duy nhất, sẽ hồi phục lại cái chức năng cơ bản còn thiếu ở cái máy tính bảng của cậu. Cậu nói gì? Ok, làm ơn ạ. Ta biết cậu sẽ nói điều đó mà. Được rồi, vậy thì ta sẽ cần cậu chạy cái Enran. Enran là cái gì? Cho ta. Cái nhìn ở trên mặt cậu là gì vậy? Cậu nghĩ rằng ta không thể làm sửa cái máy tính bảng đó. À, cậu nghĩ rằng ta sẽ sửa cái... Không nghĩ rằng ta sẽ sửa cái máy tính bảng đấy một cách miễn phí đấy chứ. Tôi nghĩ là cô sẽ sửa miễn phí mà. Mẹ vãi cứt ạ. Mình tưởng nó làm miễn phí cho mình, phát là nó ghi chú luôn là tâm lý của mình có vấn đề gì đấy. Cái lò nung à, ở bức tường ở phía ngoài của phòng thí nghiệm. Cậu có thể mang về lửa xanh từ cái lò cổ ở trong thị trấn được không? Ta dùng nó để thắp lò rèn. Cái hòn đá dẫn dắt sẽ bắt đầu làm việc khi mà cậu làm điều đó, để ta có thể hồi phục được cái cổ ngữ còn thiếu. Run này thực ra có thể dịch là cổ ngữ, hoặc có thể dịch là mấy cái viên đá cổ ngữ ấy. À, bây giờ mình phải đi thắp lại cái lò rồi. Trong đây có gì không? Toàn sách là sách. Cái chỗ này mình chưa phát travel được. Từ từ. Nhanh thế. Mình chưa phát travel được anh em ạ. Tôi lại phải chạy xuống rồi. Đây, tôi phải thắp cái lò này bằng ngọn lửa xanh này. Kia nó hình như nó có đánh dấu ở dưới kìa. Chứ là quên mất. Cái gì nó cứ nhấp nháy ra nhỉ? À. Tôi cứ quên mất là mình có cái... Ô, cái này phải ấn tiến nó mới bay được. Cứ quên mất là mình có cái... tàu lượn, nên là cứ mất công chạy bộ. Có cái tàu lượn này thả từ trên cao xuống nhanh, sướng. Ôi mẹ, làm sao để lấy được cái này đấy? Từ từ. Tôi chết tôi rồi, không có đuốc rồi. Mẹ, ai mà ngờ nhiều lúc đến khi mà cần thì lại không có cái này. Cái đuốc quan trọng lắm. Từ từ nhá. Đây đây, từ từ. Có cái gì bằng gỗ nó có thể cháy được không nhỉ? Đây. Cái này nó có cháy đủ lâu để mình mang lên trên không nhỉ? Ui, mặt trời gì kia? Đéo được. Được, tôi phải vào làng tôi mua đuốc rồi. À, từ từ. Từ từ nhá. Không được rồi, cái này Không được. Sao đây? Gì vậy? Linh ơi! Ôi, mẹ tự nhiên mặt trời đỏ xong rồi. Linh hãy chú ý, hãy đề phòng. Sức mạnh của Ganon nó đã tăng cao. Linh, làm ơn hãy cẩn thận. Mẹ, sức mạnh con kia nó tăng cường, thế là bọn quái nó tỉnh dậy ạ. Tôi thấy có gì có mùi nguy hiểm, tôi phải cầm kiếm ra phát đã. Bây giờ cái nhiệm vụ của tôi là phải đi mua được cái đuốc. Để tôi vào trong làng này tôi tìm đuốc đã. Cái việc mà cái sức mạnh của con kia nó phát triển đấy, không biết là có phải là do là mình làm đủ theo cái chuỗi nhiệm vụ cốt truyện ấy thì sức mạnh con kia nó tăng hay không, hay là do là mình chơi game càng lâu thì sức mạnh nó càng tăng. Tôi đang không rõ cái điều đấy, tôi đang khá là lăn tăn đây. Trên mạng sắp hết tiền này. Nếu mà do là tôi đánh chậm mà sức mạnh con đấy nó tăng thì đến lúc mà tôi đi gặp con đấy nó sức mạnh quá thì tôi đánh nó kiểu gì nhỉ? Good morning. Cậu ngủ ngon chứ? Rồi. Trong nhà chị có cái đuốc nào không ạ? Thanh niên này đang ngồi đây chè chén ạ. Phê pha. Khổ nhà, bây giờ kiếm đuốc ở đâu bây giờ? Bình thường là những cái đuốc ấy nó ở đâu nhỉ? Trò này nó không có. Tôi còn chưa mở được bản đồ tại vì là tôi bỏ qua cái tháp. Vừa rồi là quái vật nó phục sinh đúng không? Tức là những cái chỗ mà tôi đã giết hết quái rồi bây giờ là nó lại đầy quái đúng không? Thế này tôi phải tìm đuốc ở đâu nhỉ? Để thử tìm xem dân ở đây nó có cái quán ấy nào không? Cái quán bán đồ nào không? Nhạc violon hay quá. Tôi là người rất thích nghe violon và piano. Hình như bà này bán đồ. Manny. Nói cái gì đây? Đây là đàn ông không phải đàn bà. Ở ngoài thì rất là nguy hiểm. Hôm nay bảo là sẽ kiểm tra xem có ai xinh đẹp. À nhầm, có ai đấy khả nghi ở quanh đây không? Xinh đẹp á? Nếu như mà cậu mà đủ may mắn để ở tại cái Ton Pu Inn thì cậu sẽ biết là ý của ta là gì. Hãy nói xin chào đến Pirama cho ta nếu như cậu ở đó. Mà chưa chắc là cô ấy đã biết ta là ai. À, thanh niên này là yêu em Pirama ở quán trọ Ton Pu. Gift for my beloved. Cái muôi này liệu nó có cháy được không nhỉ? Uma. Ồ thế nhỉ? Nói những cái chuyện này tôi không cần biết. Thanh niên này thích em chủ quán trọ Puma à Puton. Hình như là những cái người mà nó có cái dấu chấm than màu đỏ này là những cái người có nhiệm vụ ấy. Xin chào. Cậu là khách du hành à? Nghe này, dạ gì ạ? Cậu có nhìn thấy ba cái cây ở trên đỉnh đấy, tôi bảo là nghi ngờ mà, có gì đấy không bình thường mà. Ở trên đỉnh núi tuyết kia không? Cháu thấy rồi. Ta đã tìm thấy một cái lá thư ở trong một quyển sách cũ ở nhà ta, nói khi mà ba cái cây đấy nó thành một hàng thẳng trở thành một đấy, hãy quay lưng lại chúng và tiến thẳng ra biển. Một cái thử thách ở trong hòn đá sẽ đợi cậu. Ta chưa bao giờ tới cái vịnh Afromsia ở phía đông của đây, ở phía đông của ba cái cây ở trên ngọn núi. Để cái thử thách NK Instone, có khi cậu sẽ tìm được kho báu khi làm việc đó. Nhưng mà ta có con nhỏ, ta không thể cứ thế mà đi du hành qua các ngọn núi được. Nhưng mà cậu có thể làm điều đó đúng không? Cậu sẽ làm việc đó rất là tuyệt. Rồi ok. Tức là ba cây kia mình phải cho nó thẳng hàng ấy, xong mình tiến thẳng ra biển ấy, thì mình sẽ gặp được một cái thử thách. Tôi nhớ rồi. Bây giờ tôi đang phải đi tìm cái quán trọ đây. Hây hây cái gì mà hây hây. Làm chi tiết nhỉ? Cái quán nhuộm ở ngoài nó còn làm thêm cả mấy cái bể này. Thường thì những cái nhà này nó sẽ để kiểu có đuốc điếc gì nó hay ném ở ngoài. Tôi đi tìm quán trọ đã. Làm cho nó General Good này có khi là sẽ có ấy này. Những cái kiểu cửa hàng bán tạp phẩm này sẽ có đồ mình cần này. Biết đâu nó có đuốc. À, cháu đến để mua đồ ạ. Chú có đuốc không ạ? À, ông này ông bảo là cần gì thì cứ đến và lấy thôi. Toàn bán thức ăn là chính, không có đuốc. Lên trên gác này. Thằng trẻ con bán nhiều tên quá không có. Đây là cửa hàng bán quần áo. Liệu có ai có thể xử lý bọn quái ở bãi biển Hateno gì đấy? Đây hình như đây là quán trọ mà thanh niên kia bảo kìa. Đây. Đây thanh niên kia thích em Pirama này. Em chào chị ạ. À, chị thích gì ạ? Tại sao đây là nghĩ trong đầu anh em ạ, chữ màu xám. Tại sao cậu ta lại hỏi như vậy nhỉ? Sao cũng được. À, mình cứ nói điều gì đấy ngẫu nhiên thôi. À, ta có thể nói cho cậu đấy là ta rất là thích cricket, hay là dế à? Rất là thích dế. Ta thường hay mơ rằng mình sở hữu bộ sưu tập 100 loại dế hoặc là châu chấu gì đấy. Rồi về thông báo tin tình báo sai lệch cho thanh niên này thôi. À, em đã nói với chị Pirama. Pirama có nói cô ấy thích gì không? Pirama chưa bao giờ nói chuyện với mình. Thanh niên này gan đấy. Ta ý ta là rất tốt. Vậy nó là gì? Nó là 100 con châu chấu, 100 con dế gì đấy. Được. Thế giới thật là nhỏ. Ta cũng thích. Nhưng mà bắt 100 con đấy thì rất là khó. Nên là ta nghĩ là cậu có thể giúp ta. Nhưng mà có thể lấy cho ta 10 con không? Ta sẽ trả cho cậu thứ gì đấy để đền bù. Mà tôi còn đéo biết là bắt bọ như nào. Bây giờ nó bắt tôi đi bắt đến 10 con ạ. Không biết cái này có dùng để thắp lửa được không. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn phải là đuốc thôi. Kể cả là cái muôi này bằng gỗ ấy, thì nó vẫn không thể nào mà duy trì được ngọn lửa để chạy từ dưới đấy lên tận trên đỉnh núi đâu. Mà trời mưa như này có vẻ như là nó còn tắt lửa cơ. Khổ nhờ mẹ mình, đem mình ném cái đuốc đi rồi. Bây giờ mẹ cần cái đuốc thì đéo tìm được ở đâu cả. Cả cái làng này không nhà nào có cái đuốc à. Ơ chết mẹ, nhầm. Làng này bọn trẻ con nó chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi. Thôi rồi, để tôi ra cái ngọn tháp kia để tôi kích hoạt nó đã. Biết đâu là trên đường mình đi ra đấy ấy, mình sẽ tìm thấy đuốc. Ở những cái chỗ của bọn quái vật nó tụ tập ấy, hay thỉnh thoảng lại có cái đuốc gác ở đấy ấy. Gì vậy? Tiếng kêu gì vậy? Đi, mẹ đau đấy nha. Ổn rồi. Ồ, thật là thú vị. Nhưng mà cho tới khi mà tôi chuyển thành kinh hoàng, cảm ơn vì đã giúp được một cái bánh ạ. Đấy là cái ý tưởng của chị tôi để đi săn. Và chúng tôi đã rơi vào cái cái đống hỗn độn này. Còn một đứa nữa đâu rồi? À đây. Trốn ở đây. Đi. Kiểu đi hái nấm hay đi làm gì đấy. À, con kia đang bảo là đừng có nói như kiểu là quan tâm quá đến tiền như thế. Nó không đáng bất cứ một đồng nào khi mà chúng ta không thể mang nó về nhà được. Và tiêu nó. Nó sẽ tốt thôi. Tức là hai đứa này đang cãi nhau. Hai chị em này bảo là đi kiếm tiền. Nhưng mà con bé em kia bảo nếu mà còn sống còn mạng quay về thì mới tiêu tiền đấy. Nhưng con chị bảo sẽ ổn thôi. Chúng ta đã luyện tập chiến đấu một chút. Chị sẽ là cái chết của em là sao? Xung quanh đây nhiều quái vật lắm. Đừng có lang thang ở đây nhá. Mình không ở đây mãi để phục vụ các bạn được đâu. Từ từ. Anh này như kiểu là thương nhân lang thang ấy. Hỏi anh xem có đuốc không? Anh có đuốc không ạ? Anh không có đuốc à? Thế thì anh, tạm biệt anh. Ai, trời ơi. Chết. Đấy, con này nó cứ ở đây nó săn lợn. Tôi dám chắc với anh em là mấy cái vũ khí bằng gỗ này nó sẽ không thể duy trì được ngọn lửa. Thôi tôi cứ ra cái tháp kia đã. Tính sau. Tôi nghĩ là dù có khó khăn thì cuối cùng mình sẽ tìm được đuốc thôi. Cho nên là không việc gì phải vội cả. Chơi game này nó rất là rộng lớn để mình khám phá, chứ không phải là cứ cố để làm cho quét thật nhanh. Thậm chí là quét chính mình cứ vứt đấy, mình chả làm gì. Mình đi lang thang phiêu lưu ở cái thế giới này cũng bao thứ. Không biết là bắt mấy con ấy kiểu gì nhỉ? Đây này, bọn này nó ấy dậy, nó sống dậy hết rồi này. Mấy con quái này sống dậy hết rồi. Từ từ nha. Mẹ, chuyển qua thôi mà. Cho nên cái này sắp hỏng rồi. Ui giời. Mấy con chó này, đợi tao tí. Chơi bẩn đấy. Mấy món ăn này ăn rất tởm nhưng mà nó hồi được máu. Quá cứt ạ. Ra đá đi anh ơi, bóng. Đá bóng à. Trời ơi. Nhưng mà hỏng. À đây. Mình lấy kiếm của nó luôn. Bố láo này. Ơ, khoan từ từ. Khoan từ từ. Nếu như tôi không nhầm thì tôi vừa lấy được cái Traveler's Sword đúng không? Ngon ngon, tôi lấy được cái Traveler's Sword anh em ạ. Cái mà thằng bé nó đang yêu cầu mình đi lấy ấy. Khổ thân còn mỗi thanh niên kia chưa vơ. Thôi được rồi, tha cho nó. Ôi trời ơi, không biết là kiếm đuốc ở đâu đây. Kiếm đuốc ở đâu đây. À mà mình ngu thế nhỉ. Mình có phát travel mà. Ở đây có cái gì nhìn rất là kỳ lạ. À mấy con chim. Đâu rồi. Tôi lên đây để tôi kích hoạt lại cái tháp. Sau đấy là chúng ta sẽ chiêu thức nó phải gọi là quá là bố đời. Không ngờ là mình lại có chiêu thức kinh khủng thế. Né tránh đúng lúc phát, mình căn né đúng lúc phát là mình có thể là một combo skill chém. Sao toàn gai góc này. Hình như là muốn lên được cái tháp này là mình phải có đủ thể lực để leo. Không biết là tôi có đủ thể lực để leo lên trên đến cái chỗ này không? Mình phải có chỗ dừng chân đã. Tôi đoán là sau khi mình kích hoạt xong thì những cái gai nó sẽ tự biến mất. Cơ chế của trò này nó là như thế mà. Cái này là nhờ tôi tăng thêm cái đoạn thể lực kia, chứ không là mình sẽ không đủ sức để leo trên này đâu. Tháp cao vãi, dừng chân đây tí. Đây, sang bên đây đứng. Hồi thể lực này treo tiếp. Không biết là chạm vào mấy cái gai có bị ngã không? Nhìn ghê quá. Nó chỉ có một đường duy nhất, trèo lên là không bị cái gai nó cản thôi. Chính là con đường này. Nhưng mà anh hùng gì trèo có tí thể lực tụt như kiểu Đây rồi. Bây giờ tôi đã mở được khu bản đồ của vùng này rồi. Xem nó có những cái gì. Ở tập này đến đây này anh em ạ. Chả đâu vào đâu cả, nhưng mà tôi sẽ dừng video ở đây. Tập sau là chúng ta sẽ tìm đuốc và làm tiếp cái nhiệm vụ kia. Có thể là trong quá trình chơi tôi sẽ kết hợp đi khám phá vài cái shrine nữa. Sao? Thế nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một tuần học tập và làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.